Nói luôn. Đang như thế nè. Để tôi cổng kìa. Quá dữ. Kêu anh ơi. Cho đi hai bao quận. Quá dữ, quá dữ. Trả tiền rồi. Con chó này nuôi mấy năm rồi anh? Hai năm mấy. Chủ đi đâu theo đó xíu rồi. Anh ở lại đường này mưa gió này làm sao anh? Dạ. Mưa gió này thì làm sao? Kiếm chỗ nấp đi. Trời đất ơi, khổ vậy. Nếu mình ở cố định mình mướn nhà trọ. Bây giờ không có tiền bắt năm đâu tiền bạc, bây giờ còn vốn nhiều ngoài bạc. Có cắn ai vậy? Có cắn vào. Có cắn sao ha? Bán rồi thối tiền luôn.